Một trang phục mới để tiếp tục chinh phục những thử thách khác. Trang phục của chúng ta ngày hôm nay là dành chuyên cho đi lội vượt địa hình. Áo phao thì dùng để lội trên nước. Dạ. Rồi đai thì hỗ trợ cho mình an toàn. Cái hai miếng này là hai cái miếng là dạ quang trong bóng tối. Dạ. Mình dễ nhận biết. Còi này hỗ trợ cho mình lúc gặp khó khăn. Thổi còi để mình cần nhờ quyền trợ giúp. Và thì em thấy có một cái nữa là cái mũ này của mình là rất đẹp, trông giống như là các minion đấy, các nhân vật hoạt hình á. Tại vì trong hành trình hang tối này nó rất là tối. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tôi sẽ chinh phục xuyên hang tối. Yeah. Đây là công cụ mà chúng tôi có thể nhìn thấy trong hang tối. Chỉ cần một chút nữa thôi là chúng tôi không thể nhìn thấy ánh sáng nữa rồi. Bởi vì vách đá này vừa cao lại vừa rất là sắc nên là chúng tôi rất phải cẩn thận. Nước rất là lạnh, khoảng bao nhiêu độ đây anh? Nước ở đây khoảng cỡ 18 độ. Mình phải vượt qua bao nhiêu cái giải nước như thế này ạ? Hiện tại thì địa hình mình còn khoảng gần 2 km đường nước. Đây là một khe cực kỳ hẹp mà tôi phải rất khó khăn mới vượt qua được. Chỗ này thì hoàn toàn là bơi rồi, không thể đứng được nữa rồi. Nếu mà gặp một đường các bạn, chúng ta nhất định nên hết sức nhẹ nhàng. Bởi vì nếu mạnh quá thì chắc chắn là bạn sẽ rẽ. Thôi mình cứ đi chung với nhau và mình nhớ mình lạc như thế này thì sẽ làm cho cơ thể hoạt động phải nóng hơn. Giả sử như nếu như mình đi trong đây mà mình bị lạc thì mình hãy nhìn theo cái dấu mũi tên này và những đòn đi trước đã để lại cho mình. Bây giờ chúng tôi đã chuẩn bị bước vào ma trận đá. Hai bên toàn là đá rất là hẹp, dưới thì là nước rất là lạnh và cũng có đá luôn, đá rất là nhọc. Đi qua những khu vực này chúng tôi phải hết sức cẩn thận. Các bạn có thể nhìn thấy đây là không khác gì bằng rào cả. Chuyện nhà tay mèo rất là sắc. Đây là cái bãi cát mà tương đối là đẹp nhất ở hang tối này, nó có diện tích khoảng rộng 200 m². Đây là quả trứng hình thành đá đấy. 100 năm thì hình thành mới được 2 cm. Đá to như thiên nhiên, phải mất bao nhiêu thời gian đấy? Phải mất từng tiều, tiều năm. Đây là quá trình kiến tạo tự nhiên vô cùng mê thú. Nó đẹp hơn rất nhiều so với những khu đá mà trước đây tôi đã từng được nhìn. Rồi bây giờ mình đã tới cái khu vực thử thần. Đồng đội của tôi, cảm giác của em khi một mình vượt qua vực thử thần thế nào? Đến giữa đây thì không có điểm tựa nào thì em cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng mà khi vượt qua rồi thì cảm thấy quá dễ, quá tuyệt vời. Thế trên lại lần nữa nhá. Vâng, ơi, ánh sáng vui hơn tối như thế ơi.